mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Hàn Quốc bàn về sự xuất hiện liên tục của con gái ông Kim Jong-un. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ghi nhận con gái ông Kim Jong-un thường xuất hiện trong các sự kiện liên quan quân sự, khơi dậy lòng trung thành từ quân đội. Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 5 tháng 9 công bố dữ liệu cho thấy tờ Rodo Simum, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa tin về 15 sự kiện công khai có sự tham dự của Jun E, con gái ông Kim Jong-un. Cô bé là con thứ của lãnh đạo Triều Tiên, được cho là sinh năm 2012 hoặc 2013. Quan chức cấp cao Hàn Quốc cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá về vai trò sau này của Kim Jong-e, nhưng những lần cô bé xuất hiện dường như thể hiện người kế nhiệm tương lai có thể là hậu vệ của ông Kim. Quan chức này nhận xét Triều Tiên đã thiết lập các tiêu chuẩn nghi thức đặc biệt dành riêng cho Jong-e. Trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bộ Tư lệnh Hải quân Triều Tiên hôm 27 tháng 8, Jong-e đi sát bố trong lúc duyệt đội danh dự, theo sau là nguyên soái quân đội Triều Tiên Park Jong-chon và Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun-nam. Con gái ông Kim Jong-un cũng ngồi cạnh bố trên sân khấu và đọc tài liệu trong lúc bố phát biểu, dường như là bản thảo diễn văn. Bộ Thống nhất Hàn Quốc phân tích kỹ thêm rằng Jong-e đã 12 lần dự các sự kiện liên quan quân sự ở Triều Tiên, chiếm 80% số sự kiện cô bé xuất hiện, kể từ lần cùng bố thị sát địa điểm phóng tên lửa Hwasong-17 vào giữa tháng 11 năm 2022. Con gái ông Kim Jong-un sau đó cũng cùng bố dự các sự kiện như lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội hồi tháng 2, vụ phóng tên lửa Hwasong-18 hồi tháng 4 và các cuộc tập trận. Trong khi đó, cô bé chỉ khoảng 3 lần tham gia các sự kiện thuộc lĩnh vực kinh tế và xã hội, gồm 2 sự kiện thể thao và một lễ khởi công con phố mới ở khu Suwon, Bình Nhưỡng. Jong-e chủ yếu tham gia các sự kiện tập trung vào thành tựu quân sự và kinh tế, khơi dậy lòng trung thành từ quân đội. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định. Bản tin kế tiếp, thương vong vì đạn chùm ở Ukraine vượt Syria. Cơ quan giám sát đạn chùm thông báo Ukraine là quốc gia có số thương vong cao nhất do loại vũ khí này gây ra trong năm 2022 vượt Syria. Cơ quan giám sát đạn chùm CMM, Liên minh các nhà nhóm hoạt động phản đối đạn chùm, ngày 5 tháng 9 công bố báo cáo thường niên cho thấy 916 trường hợp thương vong do loại vũ khí này gây ra ở Ukraine, trong đó 890 vụ do tập kích, 26 vụ do đạn con không nổ trong năm 2022. Cơ quan này lưu ý một số người bị thương hoặc thiệt mạng do đạn chùm có thể không được ghi nhận do diễn biến phức tạp của chiến sự. Trên toàn thế giới, tổng cộng 1.175 người thương vong do đạn chùm ở 8 quốc gia trong năm 2022, mức cao nhất kể từ khi CMM ghi nhận dữ liệu năm 2010. Trước đó, Syria ghi nhận thương vong do đạn chùm cao nhất trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021, thời điểm giao tranh diễn ra căng thẳng ở nước này giữa quân đội chính phủ và các nhóm đối lập cũng như phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. CMM cho rằng thương vong đáng báo động do đạn chùm năm 2022 tại Ukraine do cả Moskva và Kiev đều sử dụng loại vũ khí này trên chiến trường. Đạn chùm, hai đạn thông thường đa dụng cải tiến, DBACM, chứa hàng trăm quả đạn con bên trong. Mỗi quả đạn con được trang bị một đầu nổ lỗ xuyên giáp, bao quanh là phần vỏ kim loại có thể vỡ thành nhiều mảnh hoặc bắn ra xung quanh với tốc độ cực cao khi đầu đạn chính phát nổ. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rải nhiều quả đạn con trên diện tích tương đương vài sân bóng đá, gây sát thương cao. Bất cứ ai đứng trong khu vực đạn chùm phát nổ đều có khả năng thiệt mạng hoặc chịu thương tật nặng. Đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi xuống đất hoặc vướng vào các lùm cây, nằm rải rác trên khu vực rộng lớn mà không được xác định vị trí. Chúng có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em, nhiều năm sau khi chiến sự kết thúc. Mỹ đã cung cấp đạn chùm cho Ukraine để tăng hỏa lực phản công, sau một số quốc gia và tổ chức quốc tế phản đối vì lý do này. Báo cáo của CMM cho thấy 185 người bị thương tật năm 2022 do đạn con sót lại, trong đó 95% là dân thường, 71 số này là trẻ vị thành niên. Năm 2021, toàn bộ 149 thương vong do đạn chùm gây ra là do đạn con không nổ. Ukraine, Nga và Mỹ chưa bình luận về con số trên.
Nga và Ukraine cáo buộc nhau sử dụng đạn chùm trong suốt 17 tháng chiến sự. Tỷ lệ đạn con không nổ của Nga được cho là 40%, trong khi của Ukraine là 20%, theo Sarah Yager, giám đốc tổ chức giám sát nhân quyền HRW trụ sở tại Washington. Hơn 120 quốc gia đã ký công ước về đạn chùm, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao chúng. Khoảng 99% kho bom, đạn chùm trên thế giới đã được tiêu hủy từ khi công ước có hiệu lực vào năm 2008. Tuy nhiên, Mỹ, Nga và Ukraine đều từ chối tham gia thỏa thuận này. Tin tiếp theo, lợi thế khiến Nga dùng Su-34 phóng tên lửa Kinzhan ở Ukraine. Triển khai tên lửa Kinzhan từ Su-34 giúp Nga giảm tải cho phi đội MiG-31K và tăng khả năng tấn công mục tiêu tại Ukraine, theo chuyên gia phương Tây. Hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 9 dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết kiếp phi công đầu tiên điều khiển tiêm kích bom Su-34 khai quả tên lửa siêu vượt âm Kinzhan trong chiến dịch tại Ukraine đã được trao phần thưởng cấp nhà nước. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Nga sử dụng tiêm kích bom Su-34 Nga phóng tên lửa Kinzhan thay cho tiêm kích hạng nặng MiG-31K, loại vũ khí được thiết kế để mang mẫu tên lửa này. Siha Khaosan, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Rusi cho rằng gắn tên lửa Kinzhan lên máy bay Su-34 là bước đi hợp lý của quân đội Nga, giúp đa dạng hóa khí tài, đồng thời giảm tải đáng kể cho biên đội MiG-31K. Không quân Nga VKS hiện có ít nhất 10 tiêm kích MiG-31K được hoán cải để chuyên mang tên lửa Kinzhan. Trong trường hợp cần thiết, VKS có thể huy động tối đa 30-35 máy bay MiG-31K trên một lần cho nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm, theo chuyên trang Mistaly World của Mỹ. Con số này thấp hơn nhiều so với phi đội 120 chiếc Su-34 đang có trong biên chế VKS. Chênh lệch càng đáng kể khi Su-34 đòi hỏi chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao hơn so với dòng MiG-31. Su-34 mang tên lửa Kinzhan sẽ giải phóng lượng lớn tiêm kích MiG-31 cho nhiệm vụ từng phòng tiền tuyến. Radar mạnh mẽ và tên lửa đối không tầm xa R-37M của MiG-31 luôn là công cụ hữu ích để phong tỏa vùng trời Ukraine, ngăn đối phương cất cánh làm nhiệm vụ. Loại tiêm kích này cũng có thể tham gia mạng lưới đánh chặn tên lửa, Khaosan nhận định. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhan là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km và vận tốc tối đa hơn 12.000 km/h, gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Kinzhan có thể mang theo đầu đạn nổ cực mạnh thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân với sức công phá 5-50 kiloton. Trong quá trình phát triển, Nga xác định sẽ trang bị Kinzhan cho tiêm kích MiG-31K và dự kiến là quân tặc cơ chiến lược Tu-22M3M. Còn dòng Su-34 gần như không được đề cập. Lý do hàng đầu là tên lửa Kinzhan phụ thuộc rất lớn vào tốc độ của máy bay và thời điểm khai hỏa để kích hoạt động cơ nhằm đạt khả năng tác chiến tối đa. MiG-31K được chọn do nó có tốc độ tối đa 3.000 km/h và có thể mang theo tới 9 tấn vũ khí. Quân đội Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinzhan mà Nga sử dụng trong các đòn tập kích thủ đô Kiev. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinzhan tập kích vào Kiev. Bản tin thứ tư, Mỹ cảnh báo Triều Tiên trả giá nếu cung cấp vũ khí cho Nga. Nhà Trắng cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt hậu quả nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Cung cấp vũ khí cho Nga để họ tập kích vào kho chứa ngũ cốc và hạ tầng sưởi tại các thành phố lớn khi mùa đông đang đến, nhằm kiểm soát lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Việc này sẽ không tác động tốt đến Triều Tiên. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan ngày 5 tháng 9 cho biết họ sẽ phải trả giá trong cộng đồng quốc tế. Theo ông Sullivan, Mỹ đang tiếp tục siết chặt ngành công nghiệp quốc phòng Nga và Moscow phải tìm kiếm bất kỳ nguồn cung nào có thể. Ông nói Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm Triều Tiên hồi tháng 7 để tìm cách mua thêm đạn dược cho chiến dịch. Ông Sullivan cho biết Mỹ đã và sẽ tiếp tục các nỗ lực để đảm bảo Triều Tiên hiểu rằng họ không nên cung cấp vũ khí cho Nga. Giới chức Nga, Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. Động thái diễn ra sau khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 30 tháng 8 nói Nga đang bí mật đàm phán nhằm mua đạn dược và vật tư quân sự từ Triều Tiên để dùng cho xung đột Ukraine,
trọng tâm là cung cấp đạn pháo cho Moscow. Ông Kirby cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp tên lửa và rocket cho Nga từ năm ngoái, thêm rằng số vũ khí này được phân bổ cho tập đoàn Wagner sử dụng. Triều Tiên và Nga nhiều lần bác cáo buộc Bình Nhưỡng chuyển giao vũ khí cho Wagner. Giới chức Nga gọi đây là tin giả, trong khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố gắng bôi nhọ hình ảnh của họ bằng cách vẽ ra những thứ không tồn tại. Truyền thông Mỹ ngày 4 tháng 9 còn cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Nga tháng này, gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông không thể xác nhận và không có gì để nói về thông tin này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bình Nhưỡng đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Moscow. Triều Tiên nhiều lần công khai ủng hộ Nga tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng chính sách báo quyền và độc đoán của Mỹ và các đồng minh phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nhóm lính đánh thuê có thể khiến Nga thất thủ ở làng chiến lược. Thái độ không hài lòng của nhóm lính đánh thuê Rusit có liên kết với Wagner được cho là một trong những lý do khiến Nga mất làng chiến lược Rabotino. Quân đội Ukraine ngày 28 tháng 8 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng chiến lược Rabotino ở tỉnh Zaporizhia sau gần 3 tháng phản công. Đây được cho là thắng lợi quan trọng của Ukraine, mở đường cho Kiev tiếp tục tiến sâu hơn về phía nam, hướng tới mục tiêu cắt đứt hành lang trung bộ của Nga nối bán đảo Crimea với vùng Donbass và mở đường ra biển Azov. 3 ngày trước khi Nga thất thủ ở Rabotino, nhóm lính đánh thuê Rusit có liên kết với tập đoàn Wagner và được giao nhiệm vụ chiến đấu ở gần ngôi làng, đã đe dọa buông súng cho tới khi chính phủ Nga ngăn cản việc dẫn độ Jan Petrovsky, thủ lĩnh cấp cao của nhóm, từ Phần Lan sang Ukraine. Petrovsky, người có quốc tịch Nga và Na Uy, là đồng sáng lập nhóm Rusit năm 2014. Các tay súng này từng tham chiến ở vùng Donbass, miền đông Ukraine và có thời điểm là một nhà thầu phụ của Wagner. Petrovsky bị giới chức Phần Lan bắt hôm 20 tháng 7 tại sân bay Helsinki với lý do vi phạm quy định về thị thực. Ông bị Ukraine cáo buộc nhiều tội danh liên quan tới khủng bố và có nguy cơ phải ngồi tù từ 15 đến 20 năm nếu bị dẫn độ tới nước này. Petrovsky chưa được nhân viên lãnh sự hay luật sư nào của chính phủ Nga tới thăm. Ông ấy bị đe dọa dẫn độ tới Ukraine theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua một nước thứ ba liên quan tới một vụ án hình sự không có thật, Rusit tuyên bố hôm 25 tháng 8. Rusit sẽ ngừng mọi hành động chiến đấu, nhóm này cho biết trên Telegram. Nếu đất nước không thể bảo vệ công dân của mình, thì tại sao công dân lại phải bảo vệ đất nước? Đây không phải là lần đầu tiên Rusit tỏ thái độ không hài lòng với giới chức Nga. Trước đó, sau vụ rơi máy bay khiến Trung Quốc Yevgeny Prigozhin và các thủ lĩnh cấp cao của nhóm thiệt mạng hôm 23 tháng 8, nhóm này cũng đăng tải thông điệp lên Telegram ngụ ý rằng Prigozhin nên hoàn tất vụ nổi loạn thay vì bỏ cuộc giữa chừng. Trung Quốc nào hồi tháng 6 đã dẫn theo hàng nghìn tay súng từ Ukraine về Nga nhằm đòi công lý sau khi cáo buộc bộ phòng Nga không kích một doanh trại của lực lượng này khiến nhiều người chết. Sau 24 giờ căng thẳng, Prigozhin quyết định rút quân theo thỏa thuận đạt được dưới sự trung gian của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Hiện chưa rõ Rusit có ngừng chiến đấu tại làng Rabotino như lời đe dọa hay không. Tuy nhiên, theo Jack Hall, chuyên gia nghiên cứu xung đột từ Viện Nipply, trụ sở tại Washington, kịch bản này rất có thể đã xảy ra, thêm rằng đây nhiều khả năng là nguyên nhân dẫn tới việc Nga để mất Rabotino. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số lính đánh thuê đột nhiên gia nhập lực lượng quân đoàn tự do nước Nga, đặc biệt là nếu được hứa hẹn trả lương bằng USD. Hall nhận định, đề cập đến tên nhóm dân quân vũ trang ủng hộ Ukraine từng tham gia đợt tấn công vào lãnh thổ Nga. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.